Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Kim Jin-pyo, hai bên đánh giá quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong 30 năm qua, với những con số tăng trưởng ấn tượng về thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân. Nhất trí cần tăng cường mạnh mẽ hơn hợp tác thời gian tới giữa Quốc hội, chính đảng giữa hai bên, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp, nghị viện hai nước trong việc hỗ trợ chính phủ hai nước thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực. Hai bên nhất trí cần hợp tác duy trì nguồn cung, ủng hộ tăng cường hợp tác về kinh tế, thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư cả về quy mô, chất lượng vào Việt Nam, song song với chuyển giao công nghệ, nhất là hợp tác về sản xuất nguyên liệu và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực về công nghiệp phụ trợ. Hỗ trợ chính phủ, doanh nghiệp hai nước triển khai đồng bộ các biện pháp để sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, cũng như thực hiện phi hạt nhân hóa, thúc đẩy đối thoại, hợp tác trên bán đảo Triều Tiên. Dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam vẫn giữ được ổn định vĩ mô, kinh tế phục hồi tốt sau đại dịch. Việt Nam thu hút được 400 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký đầu tư từ 141 quốc gia và vùng lãnh thổ, lọt nhóm 20 quốc gia thu hút vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới. Đó cũng là lý do doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác hàng đầu của Việt Nam về đầu tư FDI với khoảng 80 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký. Đứng thứ hai về thương mại với tổng kim ngạch năm 2022 đạt khoảng 90 tỷ đô la Mỹ. Phấn đấu năm 2023 sẽ đạt 150 tỷ đô la Mỹ. Nhấn mạnh thành công và thành công hơn nữa của các doanh nghiệp hai nước cũng là thành công của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Bộ Tài chính Hàn Quốc Chu Kyung-ho cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng về đảm bảo an ninh về kinh tế, mở rộng hợp tác trong thương mại. Chính phủ Hàn Quốc tăng cường đối thoại với Việt Nam theo cơ chế chính phủ và nâng cao năng lực tăng cường tài chính thương mại, đổi mới các quy định về thuế và các nền tảng hợp tác khác. Thương mại chính là chỉ số hợp tác kinh tế giữa hai nước. Nếu như có sự cố gắng của chính phủ và khối tư nhân của hai nước, thì năm 2023, quy mô thương mại của hai nước có thể sẽ đạt 100 tỷ đô la Mỹ. Tại diễn đàn doanh nghiệp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Hàn Quốc đã chứng kiến lễ ký kết và trao 15 văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong nhiều lĩnh vực.